Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dự lễ các ban khánh thành công trình nâng cấp trường tiểu học Hữu Nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Sê Công lên trường trung học Hữu Nghị. Đây là công trình dạng 2 tầng, 5 phòng học, 2 phòng giáo viên, 1 phòng làm việc, 1 phòng bếp và các khu vệ sinh cùng đầy đủ tất cả các trang thiết bị do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng từ năm 2017 đã hoàn thành bàn giao vào tháng 5 năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định, trong những năm qua, đối với tỉnh Sê Công, thành phố chú trọng hợp tác hỗ trợ lĩnh vực giáo dục. Việc hỗ trợ xây dựng và nâng cấp trường tiểu học Hữu Nghị lên trường trung học Hữu Nghị là một minh chứng sinh động, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng người Việt tại Sê Công, thể hiện mối quan hệ gắn bó tình hữu nghị keo sơn của hai nhà nước nói chung, thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Công nói riêng. Đến thăm Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Sê Công, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, dù mới đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng trung tâm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho cán bộ công chức Lào, cũng như cộng đồng người Việt tại tỉnh Sê Công. Đồng thời mong muốn thời gian đến, trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, qua đó góp phần quảng bá tiếng Việt đến nước bạn Lào, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.